Bạn đã từng một lần trải nghiệm cảm giác ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp từ nóc nhà của đồng bằng sông Cửu Long chưa? Vinpearl Cần Thơ Hotel sở hữu vị trí đắc địa cùng tầm nhìn thành phố nhộn nhịp và sông Cần Thơ êm đềm, tọa lạc tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tập đoàn Vingroup đã khai trương khách sạn này vào năm 2016 với quy mô 30 tầng nổi và 3 tầng hầm, đạt chiều cao 123m. Vinpearl Cần Thơ hiện là tòa tháp cao nhất đồng bằng sông Cửu Long và phá kỷ lục trước đó của khách sạn Mường Thanh Luxury cao 103m. Đây là khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế đầu tiên của thành phố Cần Thơ và là khách sạn thứ 9 trong hệ thống du lịch nghỉ dưỡng của Vinpearl. Đặc biệt, khách sạn có mô hình du lịch là một điểm đến mọi nhu cầu rất ưu việt, đồng thời cũng là lợi thế cạnh tranh vượt trội riêng của chuỗi Vinpearl City Hotel trên toàn quốc. Nhắc đến Cần Thơ là nghĩ ngay đến một thành phố xinh đẹp, năng động và hấp dẫn du lịch với nét văn hóa đặc trưng vùng miền Tây sông nước. Đó cũng là lý do tập đoàn Vingroup đã chọn nơi này là điểm đầu tiên để khởi động cho chuỗi sản phẩm hoàn toàn mới của thương hiệu Vinpearl tại các thành phố lớn trên cả nước, với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng dịch vụ tại các trung tâm kinh tế xã hội sôi động, song song với việc phát triển các hệ thống nghỉ dưỡng đẳng cấp đã có tại các vùng biển đẹp nhất Việt Nam như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hạ Long. Vinpearl Cần Thơ Hotel nằm trong mô hình du lịch tiện lợi, một điểm đến mọi nhu cầu. Ngay dưới chân tòa tháp khách sạn là trung tâm thương mại Vincom Xuân Khánh với diện tích mặt sàn lên đến 25.000m², là tổ hợp khu mua sắm, vui chơi và giải trí. Bên cạnh là khu vực dành cho dãy nhà phố thương mại Vinhome Shophouse, bao gồm hệ thống các dãy nhà ở nằm ở mặt tiền đường 30 tháng 4. Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, tuy nhiên Vinpearl Cần Thơ đã khẳng định chỗ đứng vững chắc về chất lượng dịch vụ 5 sao. Theo đó, về ẩm thực, khách sạn có 3 nhà hàng chính. Riêng khu vực tầng 6 là hồ bơi rất lớn, diện tích lên tới 350m², đạt tiêu chuẩn 5 sao. Kế bên là một quầy bar ngoài trời với thiết kế cực kỳ sang chảnh, sẽ là không gian giải trí thú vị, thích hợp cho các bữa tiệc pool party. Ngoài ra, khách sạn còn có các tiện ích như phòng tập gym, các khu vực spa với 8 phòng trị liệu. Toàn bộ hệ thống bao gồm 262 phòng với đầy đủ tiện nghi, đạt tiêu chuẩn cao nhất. Theo đó, phòng hạng thấp nhất là Deluxe có giá 2.5 triệu một đêm và phòng hạng cao nhất là President có giá lên tới 45 triệu trên một đêm. Từ ban công hay cửa sổ có thể ngắm nhìn không gian thành phố thơ mộng cùng với chiếc cầu Cần Thơ uốn cong dịu dàng. Bên cạnh đó, để đáp ứng xu thế du lịch kết hợp với hội nghị mai, nơi đây còn có cả hệ thống tổ chức sự kiện bao gồm một ballroom diện tích hơn 700m², sức chứa 500 người và 3 phòng họp sang trọng. Các thiết bị âm thanh, ánh sáng và dịch vụ được bố trí hiện đại, có khả năng đáp ứng các sự kiện có quy mô lớn. Với những dịch vụ đẳng cấp tại Vinpearl Cần Thơ Hotel, Vincom Plaza Xuân Khánh và dãy nhà phố Shophouse cận kề, đây được xem là tổ hợp dịch vụ hoàn hảo, góp phần thúc đẩy sự phát triển chất lượng du lịch tại Cần Thơ nói riêng và miền Tây nói chung. Vậy còn bạn có muốn một lần trải nghiệm tại khách sạn đẳng cấp này? Hãy để lại comment nhé!